Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất bãi sông trên tuyến sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 9.500 ha diện tích tự nhiên vùng bãi dọc theo gần 80 km sông Hồng và sông Luộc, chiếm 10% diện tích toàn tỉnh. Để tạo đột phá cho sự phát triển khu vực vùng bãi, Hưng Yên đề nghị đưa toàn bộ gần 9.500 ha diện tích vùng bãi sông vào diện tích có thể nghiên cứu xây dựng, tỷ lệ xây dựng là 5%. Tỉnh cũng đề nghị xác định khu đất dịch vụ tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang là khu dân cư hiện hữu trong quy hoạch tỉnh vì dự án này đã được triển khai từ năm 2014 trước khi quyết định 257 về quy hoạch phòng chống lũ ra đời. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhất trí với đề xuất của tỉnh xác định khu đất dịch vụ Phụng Công là khu dân cư hiện hữu và đề nghị tỉnh ra soát cụ thể từng loại đất vùng bãi để đưa vào quy hoạch tỉnh. Thời gian qua, chính quyền các cấp tại huyện Phù Cừ đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong diện tích đất ruộng đạt khoảng 98%. Cùng với đó, các nhà thầu đã tập trung nguồn lực khi mặt bằng có tới đâu thi công tới đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Tân Phúc - Võng Phàn. Hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ có 7 mũi thi công chính của hai nhà thầu, đó là công ty cổ phần Villadenta và công ty cổ phần Lizen, tổng chiếm 62% giá trị công trình. Với phương châm vượt nắng, thắng mưa, các nhà thầu đã tập trung khoảng 100 công nhân và 50 đầu máy thi công đêm ngày, chủ động thuê ruộng để đắp 5 đường tiếp cận để vận chuyển máy móc, thiết bị và thi công, đồng thời đã lên kế hoạch đủ nhân lực thi công 3K, 4 kíp, hiện đã hoàn thành cơ bản việc đắp nền, phấn đấu thông xe vào cuối tháng 9 năm 2025. Ngày 6 tháng 3, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã di rời và hủy nổ thành công một quả bom lớn phát hiện tại ven sông Luộc, thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Trước đó, trong quá trình đánh cá, nhân dân phát hiện có quả bom ven sông có chiều dài 160cm, đường kính 30cm, là loại bom phá, loại 500 bảng Anh tương đương với khoảng 230kg, còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm do quân đội Mỹ ném xuống thời kỳ chiến tranh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng công binh đã xây dựng kế hoạch phương án phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, phương tiện, tổ chức di rời và cảnh báo khu vực hủy nổ. Bằng những biện pháp nghiệp vụ và kỹ năng, cán bộ chiến sĩ lực lượng công binh đã di rời thành công quả bom về khu vực bãi ven sông Hồng, huyện Quế Châu và tổ chức hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngày hội hiến máu đã thu hút trên 800 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong thị xã đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó có trên 70% là tình nguyện viên tham gia hiến máu nhắc lại. Kết quả ngày hội đã thu được 600 đơn vị máu. Tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác, ngày 5 tháng 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ phần đất liền và không gian biển của Ninh Bình. Theo quyết định, đến năm 2035, Ninh Bình dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, là trung tâm lớn có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp, văn hóa, kinh tế di sản, đi đầu cả nước về công nghiệp cơ khí giao thông. Về chỉ tiêu cụ thể, Ninh Bình phải đạt GRDP bình quân đầu người khoảng 200 triệu đồng một năm, phấn đấu là một trong 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP gồm nông lâm thủy sản 5,3%, công nghiệp xây dựng 45,3%, dịch vụ 38,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 11,1%. Chiều 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định xử phạt nam tài xế trú tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ,
theo Điều 5, Nghị định 100. Người này cũng bị tước giấy phép lái xe 3 tháng. Hai ngày trước, nam tài xế lái ô tô tải biển số Bình Định đi trên quốc lộ 25 để đến công trường xây dựng. Tới địa phận huyện Phú Hòe, xe cứu thương đang tới chở bệnh nhân. Hú còi, xin nhường đường, song ô tô tải vẫn cố tình chặn đầu không cho vượt. Quãng đường xe tải lạng lách dài gần 1 km. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng bay trong nước chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt. Nguyên nhân là Việt Nam có 44 máy bay A321neo bị nhà máy sản xuất triệu hồi do lỗi động cơ, sẽ làm cho các máy bay trên phải dừng khai thác trong năm 2024 và năm 2025. Đối với đường bay từ quần đảo chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn, Cục chỉ đạo các hãng hàng không rà soát kế hoạch, nghiên cứu loại máy bay phù hợp để có thể khai thác đường bay đi đến Côn Đảo nói chung và đường bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo nói riêng. Cục Hàng không cũng khuyến cáo các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không nghiên cứu lựa chọn các hình thức phương tiện phù hợp với kế hoạch di chuyển đến các điểm đến trong đó có Côn Đảo. Bên cạnh đó, chủ động theo dõi thông tin về kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để sắp xếp kế hoạch sớm đặt vé khi lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không. Hôm qua, nền nhiệt độ tại Hà Nội đã tăng lên 32 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ tràn về Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vào chiều và tối nay. Dự kiến không khí lạnh sẽ tràn đến vùng núi phía Bắc, sau đó đến Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng đồng bằng và trung du thấp nhất 15 đến 18 độ C, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có thể dưới 10 độ. Các chuyên gia thời tiết cũng nhận định trong tháng 3, thời tiết miền Bắc sẽ liên tục có sự thay đổi nóng lạnh. Người già, trẻ em, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về đường hô hấp sẽ cần theo dõi để hạn chế ảnh hưởng. Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm 5 tháng 3, hàng loạt các bang ở Mỹ cùng tổ chức bầu cử sơ bộ trong một ngày. Trong sự kiện được gọi là siêu thứ ba, lịch sử đã cho thấy rằng nếu đạt kết quả tốt trong ngày này thì sẽ là một cú hích mạnh cho các ứng cử viên trong cuộc đua giành đề cử. Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín tại 15 bang với đảng Cộng Hòa và 16 bang với đảng Dân Chủ. Một kết quả mạnh mẽ vì thế sẽ mang lại hiệu quả quyết định cho chiến dịch tranh cử Tổng thống. Nhưng một kết quả tồi tệ có thể phá hỏng chiến dịch, thậm chí là dấu chấm hết. Với đảng Dân Chủ, cuộc đua có phần ngang ngũ khi Tổng thống Joe Biden gần như sẽ được xác nhận là ứng cử viên của đảng này. Trong khi đó, bên phía đảng Cộng Hòa, cuộc đua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng có thể sẽ sớm được định đoạt. Hiện tượng El Nino đã bắt đầu suy yếu nhưng vẫn tiếp tục làm tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nhận định trên được Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đưa ra ngày 5 tháng 3 vừa qua. Theo người phát ngôn của WMO, El Nino năm 2023 đã đạt đỉnh vào tháng 12, qua đó góp phần khiến năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử đến nay. Dù đã yếu đi, nhưng El Nino vẫn tiếp tục tác động tới khí hậu toàn cầu trong những tháng tới. El Nino là hiện tượng xảy ra với chu kỳ trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có thể gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như cháy rừng, bão nhiệt đới và hạn hán kéo dài. Ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến Uber Eats của Mỹ đã chính thức triển khai dịch vụ giao hàng bằng robot ở một số khu vực tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây được kỳ vọng sẽ là giải pháp để có thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành dịch vụ ăn uống tại quốc gia Đông Bắc Á. Robot giao hàng của Uber Eats có hình hộp với mắt chính là đèn pha hình vuông và 3 bánh xe ở mỗi bên để điều khiển khi di chuyển. Robot có thể di chuyển với tốc độ tối đa 5,4 km/h. Có đèn nhấp nháy xung quanh và luôn có kỹ sư giám sát để có thể can thiệp trong trường hợp xảy ra sự cố. Robot cũng được tích hợp cảm biến để có thể tránh người đi bộ và chướng ngại vật. Theo Uber Eats, ở giai đoạn ban đầu, dịch vụ robot giao hàng tại Tokyo sẽ giới hạn về phạm vi hoạt động. Tuy nhiên trong tương lai, robot có thể được triển khai tại cả những vùng nông thôn, nơi có nhiều cư dân là người già và khan hiếm tài xế. Tối 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, mạng xã hội Facebook cũng như Instagram và ứng dụng chat Facebook Messenger của hãng Meta đã gặp sự cố khi người dùng không thể truy cập được trên toàn cầu với các ứng dụng nói trên trong khoảng thời gian hơn 1 giờ. Sự cố sập mạng Facebook và Instagram trên diện rộng bắt đầu từ khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 3 theo giờ Hà Nội. Người dùng đã bị thoát ra khỏi các ứng dụng trên và không thể đăng nhập trở lại. Trang đăng nhập yêu cầu người dùng đổi mật khẩu, song sau đó vẫn không dẫn đến việc truy cập thành công. Trang web Down Detector
dẫn số liệu thống kê cho thấy, ở mức đỉnh điểm có 550.000 báo cáo về sự cố ngừng Facebook, trong khi Instagram là hơn 90.000. WhatsApp và Threads cũng phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.